À, chị ơi, chị cho em hỏi về các cái phương pháp điều trị mụn ẩn dành cho sinh viên. Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại xuất hiện ở đây với video của Thẩm Mỹ Sen. Và hôm nay mình sẽ chuyển qua cái vấn đề mụn. Hôm trước có một bạn sinh viên bạn có inbox vào cái fanpage này và hỏi mình nhờ mình chia sẻ một trong số những cái cách điều trị mụn ẩn dành cho sinh viên. Sinh viên cũng biết là cái ngân sách của các bạn là có hạn và mình muốn điều trị với những cái phương pháp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên mụn ẩn thì nó lại là cái tình trạng mụn mà nó chưa nổi lên trên bề mặt da. Vậy thì cái chu trình điều trị của nó sẽ chia thành hai cái giai đoạn, chứ không phải là như những cái mụn mà nó đã lên bề mặt da rồi. Thì mụn ẩn chúng ta có thể hiểu là nó bị ẩn dưới da và nó không lên bề mặt, thì giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải làm cho nó nổi lên trên bề mặt. Tất cả những cái sản phẩm nào điều trị mụn ẩn mà không làm được cho nó lên bề mặt mà nó chứa những cái thành phần kháng viêm, có corticoid ấy, thì nó chỉ ức chế tạm thời cái thời điểm đấy, sau đấy thì nó sẽ xảy ra cái nguy cơ sau này mụn nó tái phát lên rất là khủng khiếp. Thế thì để mà điều trị cái mụn ẩn muốn cho nó trồi lên trên bề mặt da thì em có thể dùng các cái thành phần hoạt chất, ví dụ như là AHA để làm giảm bớt cái lớp sừng ở trên da này, cho mụn nó dễ dàng trồi lên hơn, vì bởi vì đôi khi là cái lớp sừng của em nó quá dày thì mụn nó sẽ không thể là trồi lên trên được. Cái thứ hai là em có thể dùng cái thành phần AHA, là cái thành phần AHA. Cái thứ hai là em có thể dùng cái thành phần AHA, là cái thành phần nó hoạt hóa ở trong lỗ chân lông, nó sẽ làm sạch sâu lỗ chân lông và nó cũng đồng thời có tác dụng là đẩy mụn lên trên bề mặt. Cái thành phần thứ ba em cũng có thể dùng, đó là cái thành phần retinol, tức là dẫn xuất của vitamin A, thì nó có vai trò trong việc tái tạo tế bào, nó cũng làm cho mụn ẩn nó trồi lên trên bề mặt. Tuy nhiên ba cái thành phần này thì nó khá là mạnh, dành cho da khỏe. Em đảm bảo việc đầu tiên em phải đảm bảo da em nó phải đảm bảo là da khỏe trước, và cái thứ hai là em sẽ không nên dùng vội kết hợp ba cái thành phần này lại với nhau. Đồng thời với retinol thì có một cái video bên mình đã hướng dẫn là mình phải dùng từ nồng độ thấp đến nồng độ cao để cho da nó không bị kích ứng quá mạnh. Và sau cái quá trình đẩy mụn ẩn lên được rồi thì em sẽ xử lý mụn trên bề mặt bằng một số phương pháp, ví dụ như là em sẽ đi lấy nhân mụn nặng cái mụn đó ra, đồng thời xử lý bằng các cái tinh chất kháng viêm vào. Hoặc cái phương pháp thứ hai là em có thể dùng cái phương pháp lăn kim. Phương pháp lăn kim là để cho cái mụn của nó giống như là một cái mình hiểu nông nan giống như cái máy cày, nó xới tất cả những cái mụn đó lên và nó giúp cho em da em láng mịn. Đồng thời cái những cái serum điều trị mụn nó là những cái thành phần kháng sinh, kháng viêm cực kỳ mạnh, không phải có corticoid, nó sẽ giúp cho cái tình trạng mụn của em nó sẹp ngay sau đấy, nó không bị viêm sưng trở lại. Đồng thời em cũng có thể kết hợp thêm uống vitamin A hoặc là dạng bôi vitamin A cả trong cả ngoài để cho mụn nó tự se cồi, bởi vì nó tái tạo ra mà mụn nó tự se cồi, nó tự rụng đi và một thời gian sau thì mụn nó cũng sẽ tự hết. Thì đó là một trong những cái chia sẻ của mình về cái việc mà điều trị mụn với những cái kinh phí thấp mà em có thể tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đang bị mụn trong những cái video lần sau của Thẩm Mỹ Sen. Hẹn gặp lại mọi người nha.